Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, anh đã biết tim anh đang rơi rồi. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, anh đã biết chẳng thể yêu thêm ai. Cách em cười không môi, cách em lặng lẽ ngồi, ngồi nhìn bóng tối lặng thầm, thời gian trôi qua. Người con gái anh yêu đôi khi có những phút giây yêu đuối không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá, về nhà em nhé, có anh chào. Có môi bền thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có anh chào. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những rượu em từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn ôm môi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Khi cái tên của anh làm nên destiny, dẫn tất cả mọi thứ new history. Và tụi em ngồi đây nghe flow anh đi, vậy theo các anh ta cùng chill with me. Cứ lên nghe tiếp đi vì anh rất crazy. Vì là khai gì, để so fancy. Zero night tới đi vì ta là VIP. Nào cũng follow me and follow me. Xin chào, chúng tôi là Zero Night. Xin chào, mình là JB, manager và lead rapper của nhóm. Xin chào, mình là KZ, mình là leader và main rapper của nhóm. Xin chào, mình là Minh Cúc, mình là lead vocal cũng như là lead dancer của Zero Night. Annyeonghaseyo, mình là Leo, mình là visual cũng như là lead rapper của Zero Night. Hi guys, mình là Zen, mình là main vocal và là lead dancer của Zero Night. Hi mọi người, mình là Alan, main vocal cũng như là sáng tác chính của nhóm. Xin chào mọi người, mình là Ha, lead dancer và lead vocal. Thì khi sau cái buổi họp báo của Zero Night thì tụi mình rất là cảm thấy rất là bất ngờ và nhận được rất nhiều ý kiến tiêu cực cũng như là tích cực. Thì Zero Night được hưởng ứng cũng rất là nhiều những bạn trẻ và cảm thấy rất là vui. Thật ra là lúc đó là buổi ra mắt đầu tiên của nhóm Zero Night thì mọi người đứng trước báo chí nên hơi run. Nên Zen có thể là nói sai hết chủ chuyện này, hết cái ý của mình nên mọi người dễ hiểu. Thật ra là cái ý mà Zero Night muốn đưa tới mọi người là có nghĩa là Zero Night sẽ mang một làn sóng âm nhạc hip hop mới về nhóm nhạc thần tượng ở Việt Nam, bởi vì nhóm nhạc thần tượng ở Việt Nam rất ít nhóm nhạc đang theo dòng hip hop. Đúng rồi, theo một cách hip hop. Thật ra là bản thân tụi em thì cũng là Zero Night thì bọn em chưa bao giờ đặt mình ở một cái vị trí cũng như là có thể là chưa bao giờ đặt bản thân mình có thể như ngang bằng với lại nhóm nhạc BTS. Và tụi em thật ra là tụi em chỉ thật ra cái đó chỉ là một cái điểm tới để tụi em có thể vươn tới và có thể là nói là BTS là một cái nhà truyền cảm hứng cho Zero Night. Bây giờ rất ít nhóm nhạc thần tượng nam đang hoạt động nên nhóm Zero Night muốn là người tiên phong, dẫn đầu về những nhóm nhạc nam thần tượng hiện tại để mang cái gì đó mới mẻ hơn cho mọi người nghe. Không phải là suốt ngày chỉ là những ca sĩ solo hát nhạc ballad mà quy một nhóm nhạc hát hip hop, nhảy, trap mới mẻ hơn cho mọi người. Bản thân Zero Night thì thứ nhất là muốn thể hiện được là có một cái bản sắc mới, khá là một cái màu sắc để có thể cho mọi người hiểu được là nhóm nhạc thần tượng mà theo phong cách hip hop cũng như là có một cái cũng có thể nói là một phong cách, đúng không? Nó sẽ lạ và nó sẽ khác biệt hơn so với mọi người. Tất nhiên là khi mà từng cái MV cũng như từng cái sản phẩm thì Zero Night sẽ nâng cao, thứ nhất là về trình độ cũng như là về cái kỹ năng. Thì có thể nói là cái bản sau thì Zero Night sẽ đưa ra một bản R&B pop ballad, nó có thể dễ nghe một chút. Và nhưng thật sự thì về cái màu sắc thì bản thân Zero Night là mình muốn giữ, vì đó là cái màu sắc chính của Zero Night thì vẫn đánh mắt với hip hop. Ok, bây giờ thì Leo sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cách chào đúng nhất của Zero Night nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ một hình tròn.
Và Leo bật mí luôn thì ý nghĩa của hình tròn này chính có nghĩa là các circle, cũng như là đó chính là tên FC chính thức của Zero Nine. Đây chúng ta sẽ vẽ một hình tròn, sau đó là OK và sau đó là số 9 xuống. Và các bạn nhớ khuỷu tay của các bạn nha, phải ngang với vai. Yeah. Bây giờ Zero Nine sẽ làm một lần nữa nha. Xin chào, chúng tôi là Zero Nine. Zero Nine cũng bật mí thêm là sắp tới, cũng như là anh Zen đã chia sẻ, thì Zero Nine sẽ có một ca khúc R&B sẽ được ra mắt vào đầu tháng 5 nha. Yeah. Đầu tháng 5. Rất mong các bạn sẽ cùng ủng hộ và sẽ luôn theo dõi, yêu quý Zero Nine nhiều hơn nữa. Thank you. Yeah.